Thì em mới tham gia vào Zoom Summit Canada Vita này. Đây là lần lần đầu tiên, lần trước đó lại lần thứ hai thôi cả nhà. Thì em thấy cái Summit này giống như em đã từng tham gia cái Zoom của anh Cường, thì em đã biết tác dụng của Summit rồi. Nhưng mà bên này thì có những cái mà dòng sâm như là sâm củ, sâm lát, thì có một số khách hàng á, họ 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 vẫn tin tưởng cái sâm củ, sâm lát là từ vì họ thấy cái củ thì họ dễ thích ứng hơn. Nhưng mà có nhiều người á có cái quan niệm á là sâm là dành cho người già với lại người sắp chết thì họ mới uống, nên là nhiều khi em chia sẻ nó cũng hơi khó. Tức là mình cũng đưa ra cái quan điểm của mình đó là sâm là để bồi bổ sức khỏe chứ không phải dành cho người già không. Nhưng mà có một số khách giống như là trong cái định kiến của họ nó như vậy rồi ấy chị. Dạ, và mình cũng đã có thấy được cái sản phẩm mà sâm củ khô với sâm lát ở trên kệ Robby của mình rồi ha chị. Thì khi Dạ. mình vào Robby được một thời gian là cũng 1 năm, thì chị thấy gặp khó khăn, có nghĩa là những cái sản phẩm cụ thể là sâm thì người ta đang nói về cho người già. Dạ. Và bây giờ hiện thời thì chị được bao nhiêu đồng đội rồi? Em mới có 4 người à chị. 4 người rồi ha. Vậy là cũng giỏi Dạ. rồi. Thì bây giờ một số trường hợp thì đa phần hồi thời gian đầu Sương vào rugby á, và Sương cũng chọn cái lai hàng về sức khỏe và đặc biệt là sâm. Và khi mà cái sâm Sương cũng đang suy nghĩ là như vậy mình cũng sẽ khó tiếp cận, tại vì đa phần là mọi người cũng đều nói là người già mới sử dụng được sâm. Và chị cũng gặp cái trường hợp đó thì nó cũng không có gì lạ hết. Đó thì hy vọng là trong một cái thời gian tới chị sẽ tham gia nhiều vào cái phần Zoom của Sum Canadian Vita, tại vì cũng sẽ có những cái buổi là sắp tới cũng sẽ có những cái buổi về thực chiến. Ví dụ như thời gian đầu Sương vào thì một số người sẽ nói là sâm này dùng cho người già, thì Sương cũng trả lời thật sự là em trước kia em cũng suy nghĩ như vậy. Đó, mình sẽ lấy cái phần mà trải nghiệm của bản thân mình. Đây là cái phần chia sẻ của Sương nha, Sương cũng chia sẻ với chị chút xíu với cả nhà mình nha. Đó thì Dạ. cũng nói là em năm nay thì em cũng 44 tuổi rồi. Đó thì lúc đó thì mình cũng nói như vậy, em cũng 44 tuổi rồi. Thì em cũng thấy là khi mà mình dùng sâm là phải dùng cho khoảng 60 70 tuổi hoặc là những cái người người ta bệnh nặng. Đó, nhưng mà có một cái thời gian thì em cũng bị cái tình trạng mất ngủ. Đó thì em cũng tìm rất là nhiều giải pháp. Nào là em đi bác sĩ rồi em cũng dùng thuốc tây, em lấy lại cái giấc ngủ mà bản thân là nó không phải là giấc ngủ tự nhiên. Đó thì sau đó thì em vẫn ngủ nhưng mà bị là cái tình trạng lệ thuộc thuốc quá. Đó thì Sương cũng chia sẻ thật tâm, cái đó là từ thật tâm của mình. Nhưng mà sau khi mà em sử dụng sâm thì mình cũng không nói thần thánh quá, thì em dùng được một cái thời gian thì em thấy là cái giấc ngủ của mình nó cũng ổn hơn. Đó thì từ đó thì bắt đầu Sương mới chia sẻ thêm cái câu chuyện của gia đình mình. Là cô mình cũng bị gan rồi bị tiểu đường. Đó thì mới đầu thì người ta cũng không tin đâu chị Phương. Đó thì mỗi ngày Sương đều đăng một cái bài về sâm hết. Có những cái thời gian thì mới đầu thì Sương không biết làm video, nhưng mình cũng tập tành là mình cũng đăng bài rồi mình viết content. Tức là không có ngày nào mà Sương không đăng bài về sâm, tức là Dạ. mình sẽ tập trung một cái sản phẩm đó. Và hiện thời thì Sương thấy là bạn bè xung quanh của mình thường hỏi Sương vậy nè, tại vì hồi trước kia trước khi vào Ruby, chưa vào Ruby thì Sương kinh doanh những cái mặt hàng là như trái cây nhà vườn, là sầu riêng, với thanh long ở nhà mình trồng đó, rồi sau đó là cái hàng ăn vặt. Thì hồi trước là người ta biết mình bán về kinh doanh về những cái thực phẩm, nhưng sau đó thì mình cũng thưa đi thực phẩm thì Sương chỉ bán chủ yếu trên fanpage, mình có lập ra một cái fanpage luôn. Thì sau đó thì mình đăng mỗi ngày một cái về cái sâm, và sau đó tự nhiên là bạn bè Sương nó hỏi vậy nè, và những khách hàng của Sương nói là ủa giờ thấy em toàn là bán sâm không à, sao không thấy em nói về bán đồ ăn nữa. Đó là tự nhiên á, rồi bẵng đi một thời gian nữa thì lại gặp bạn bè, hoàn toàn là người ta không tương tác mình gì hết luôn, nhưng mà người ta cũng hỏi ủa Sương sao thấy mày bán cái sâm gì đó. Và cũng từ đó là tự nhiên á, là Sương có bị cái biệt danh á là sâm, thấy bạn bán sâm không à. Và như vậy thì Sương hy vọng là mình cũng sẽ định vị cái thương hiệu của mình, tại vì bây giờ á, là trên thị trường rất nhiều người bán sâm. Ví dụ như bạn giàu bán sâm, hay là
Sương hoặc là chị Dung. Nhưng mà bây giờ á, chị nhà và người ta vào cái trong cái trang cá nhân của chị. À đúng rồi, Sương xong. Người ta vào cái trang cá nhân của chị, người ta thấy con nhỏ này sao nó cứ bán hoài cái sản phẩm này, chắc chắn là nó cũng có hiệu quả, nên nó là mình mới có thể là thấy nó đăng hoài và nó cũng bán được, chứ không ai mà tự nhiên mà không bán được mà cứ đăng hoài như vậy. Và lâu lâu á, lâu lâu ví dụ như mình có thể tìm một vài cái feedback của đồng đội mình, hoặc là vào trong những cái group trong Zalo nè, Facebook nè, thì những cái bạn trong đây cụ thể như Sương thấy bạn giàu cũng có những cái feedback là mẹ bán giùm luôn cho bạn, là mẹ bạn bị tiểu đường á. Đơn giản là mẹ bạn bị tiểu đường mà uống trong một thời gian là ổn định được cái lượng đường đó. Thì mình không có được cái feedback thì mình sẽ nhờ cái feedback của những người xung quanh. Và như vậy thì từ cái phần feedback đó mình có thể mà đăng bài, hoặc là mình có thể không có ra được cái đơn đi, nhưng mà mình thấy bạn ra được cái đơn, thì mình mượn một cái đơn của bạn, mình không phải nói xạo mà mình nói cái sản phẩm nó quá chất lượng đi, hôm nay thấy cái đơn của bạn nè, và đây là cái đơn mà theo như là mình khách hàng đã dùng tới lần thứ hai, mình đừng có nói là của đồng đội gì hết, mà mình nói là đây là cái hộp sâm lần thứ hai của một khách hàng người ta đã sử dụng và bây giờ người ta đặt thêm, giống như trường hợp anh đầu tiên đó. Dạ, và như vậy thì mình đăng bài, mình đừng có đăng theo cái tuyến bài là mình chỉ giới thiệu sản phẩm thôi. Bữa nay mình sẽ nói về một cái câu chuyện về sản phẩm, bữa sau mình sẽ cho một cái feedback, bữa sau mình sẽ cho một cái đơn hàng đó, mình cứ làm đều đặn dùm như vậy ha. Và hy vọng thì cái phần chia sẻ của Sương có thể giúp ích được cho chị Phương, và sắp tới mình sẽ bùng nổ về cái đơn sâm ha. Rồi, rất là cảm ơn chị Phương nha, đã có một cái phần giao lưu. Không biết là chị ở cái team của mentor nào hả chị Phương? Em team mentor Hải Yến. Chị Sương cho em sẵn sẵn đang giơ tay á, cho em hỏi một chút được không? Rất Được là chị. em rất là biết ơn nhà cung cấp hôm nay em đã nhận được cái rễ sâm trong cái chương trình livestream lần trước ha. Rồi, hay quá, chúc mừng chị nha. Đây Dạ em là những người cũng may mắn nè ha, và hy vọng là chị có cái phần đó chị sẽ trải nghiệm. Rồi chị dạ hỏi đi. em không biết là với cái rễ sâm này thì mình làm sao chị, mình bỏ vô mình nấu hả chị? Bây giờ cái rễ sâm này thì nó cũng là từ cái củ sâm luôn đó, củ sâm khô thì người ta cắt nó ra, thì mỗi ngày thì mình cũng thể sử dụng nó là từ liều lượng là 1 đến 3 gram. Nếu như mà chị thích hãm trà thì mình cho vào cái bình giữ nhiệt và mình chế nước sôi vô, ví dụ như 1 đến 3 gram thì mình sẽ cho khoảng 200 ml nước sôi, rồi sau đó mình hãm khoảng 30 phút và mình chế ra mình dùng giống như trà. Còn bằng không mình có thể nấu cháo rồi hầm xào súp. Hoặc là một số trường hợp bây giờ Sương nói đơn giản nhà, ở nhà mình có cái máy xay mình xay nó ra cũng được. Tại vì cái phần này là những cái phần dược chất bên trong nó cũng là sao rất là cao đó, được ha. Bằng không là thậm chí nhiều khi là Sương còn bóc qua vài cọng Sương cho vào miệng Sương nhai khi mình không có thời gian mình hâm trà, mình pha trà đó, được ha. Giống như hồi trước cô của Sương thì hay dùng cái rễ này thì cô cho vào cái chén xong rồi là hâm hấp cách thủy rồi sau này thì Sương đã có cái bình giữ nhiệt rồi, thì gửi cái bình giữ nhiệt cho cô thì cô cứ vào chế vào rồi mình dùng dần vậy thôi. Và lưu ý là mình sẽ dùng trước 4 giờ chiều nha, không có dùng sau 4 giờ, tại vì mình dùng sau 4 giờ thì mình tỉnh táo quá tối mình lại không có ngủ được đó. Còn nếu như mà những cái cơ địa, những cái người nào mà người ta mệt mỏi thì dùng sâm một thời gian người ta cũng là giảm được cái tình trạng căng thẳng nữa, hoặc là cái sắc diện da mặt của mình nó cũng hồng hào nữa. Còn nếu như ở nhà có ông bà lớn tuổi á, ông bà lớn tuổi thì có thể là dùng cho ông bà cũng được. Rồi, chào chị Đại Lý Bình ha. Và như vậy thì rất là cảm ơn chị. À, em cảm Rồi. ơn chị Phương nha. Dạ, Cảm rồi hy ơn vọng cả thời nhà gian đã sắp lắng tới nghe. là chị sẽ có những cái trải nghiệm và có những cái feedback để mà chia sẻ là mà đã sử dụng sâm và có cái vị sâm thế nào để mình lan tỏa khách hàng. Bữa sau người ta hỏi ủa sâm Canada nó có cái vị như thế nào thì mình cũng biết đường trả lời. Vậy ha chị. Còn mà không thì hôm nay cũng có một cái chương trình lát sale ha, mà chị học hết cái buổi nay là cũng có một cái phần quà, nếu mà mini game mình may mắn biết đâu chừng mình sẽ có một cái. Hôm nay là ba cái bình giữ nhiệt nha các anh chị, ba bình giữ nhiệt nắp bằng, mình có cái bình đó về mình bỏ vô là xịn sò luôn. Còn mà không là hôm nay có lát sale thì mình sẽ đặt cái phần lát sale để mà mình trải nghiệm cái phần thêm sâm lát hay sâm cũ. Tại vì là khách hàng đa phần người ta cũng nhìn, người ta thấy cái sản phẩm mình đang sử dụng là cái gì, mỗi ngày chị cứ pha chị uống đều đặn vậy, tự nhiên người ta hỏi ủa mình uống cái gì
là tự nhiên chị sẽ ra đơn thôi. À, Xuân cũng không có làm mất nhiều thời gian của cả nhà mình nữa. Rồi chào chị Phương nha. Dạ, em cảm ơn chị Sương ha. Dạ. Ừ. Thì hôm nay á, thì Sương cũng thấy được mình cũng được gần 40 người rồi các anh chị. Hôm nay rất là nhiều phòng Zoom và những BDB á, là cũng rất là nhiều luôn. Đó thì Sương cũng mời nhờ á, là cánh tay của các anh chị mình có thể truyền thông cái đường link này để cho đồng đội mình cùng vào học. À, và mình có được những cái phần mini game, và hơn hết là mình sẽ có được những cái kiến thức, và những cái kiến thức rất là bổ ích luôn các anh chị. Bản thân Sương là một giáo viên về kỹ thuật điện điện tử các anh chị. Hầu như là mình chỉ biết đơn giản là cái chuyên ngành của mình thôi, nhưng sau khi mà mình tham gia Ruby thì mình thấy có những cái Zoom về sức khỏe, đặc biệt là sau cái mùa dịch bệnh thì mình thấy cái sức khỏe nó quý hơn vàng nữa các anh chị. À, thì trộm vía là nguyên cái mùa dịch đó là Sương không có phải dùng hay là mình bị Covid gì hết, cả nhà mình đã dùng sâm đều đặn và đặc biệt là sâm Canada, nên là cả nhà mình không có ai bị mắc Covid luôn. Thì hôm nay thì Sương thấy rất là nhiều ít các anh chị mình mở cam, Sương cũng rất là mong muốn các anh chị mình sẽ mở cam để mình nhìn thấy mặt nhau. Sương thấy là thấy cũng có chị Trần Hường Nghệ An nè, thấy đại lý Trần Thị Chính Nghệ An nè, rồi thấy anh đại lý Lê Thanh Tiên Đà Nẵng nè. Thì anh Tiên này đây là một trong những anh đó, là cũng đợt rồi mình cũng có may mắn trúng một cái phần quà mini game. Thì không biết là hôm nay anh Tiên mình có tiện để mở mic mình giao lưu với cả nhà không anh Tiên ơi? Em là em thấy anh cũng học rất là chăm chỉ và ghi chép rất là cẩn thận luôn á. Thì em mong muốn là anh rồi anh có thể giới thiệu bản thân mình chút xíu, và anh vào Ruby được bao lâu rồi, và anh của team mentor nào, mình có thể giao lưu chia sẻ ha anh Tiên ha. Dạ em chào. Xin chào chị Sương Dạ em chào Xin anh chào Tiên mọi nha. người trong vùng Zoom Tôi là Lê Thanh Tiên, cũng đại lý tham gia được vài 3 tháng rồi. 3 tháng thì nói thật với chị Sương thế này, tôi học chính ở trên bên Sam CND của anh Cường. Tôi có 2 giấy chứng nhận của anh Cường, và sử dụng sâm của anh Cường là chính. Sau đó thì tôi cũng tìm hiểu qua cái dòng sâm của cũng là Canada, nhưng mà Canada Dianvida, thì vừa rồi thì cũng có cái dịp là như vậy là trúng mini game. Và cái biện pháp đầu tiên của tôi á, là tôi cũng cũng thực hiện như chị nói vừa rồi đó, tức là tôi có cái cối xay, tôi xay mịn ra thành bột. Cái mặc dù là gói sâm rễ tôi xay ra bột, và như vậy nó sau khi xay ra bột tôi rây ra nó thật mịn nữa để lấy cái bột của nó. Và hàng ngày là tôi pha vào một cái bình nước khoảng 1 lít cho 2 vợ chồng uống luôn, cả 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 2 vợ chồng uống. Và thực tế nó đã nói là giá trị của sâm thì nói chung là cái sâm Canada sâm Bắc Mỹ đây thì nó hợp với người già, giống như bạn Phương nói đấy. Thực tế là nói bạn Phương ấy, tôi là người già đấy, U68 đấy chứ không ấy đâu. Nhưng mà nói với bạn là sâm là phù hợp với người già, nhưng thực tế người trẻ uống vẫn tốt. Và thực tế là tôi cũng đã cho con uống, ví dụ con gái 37 tuổi mệt quá mua sâm viên uống. Hồi đó là hiện nay là chưa có sâm viên của bên bên Canadian Vita, chứ còn tôi mua sâm viên của bên chủ anh Cường cho con gái uống chẳng hạn, hoặc là cho rể là Runman đấy, tôi đã sử dụng hết rồi tất cả dòng sâm, và ưa chuộng nhất là sâm Canada đấy. Thế thì hy vọng rằng qua cái buổi tiếp xúc hôm nay là các bạn sẽ chú trọng là sâm là nó cái hiệu quả nó thế nào, tác dụng nó ra sao, và đừng có lo lắng là tôi không có khách hàng. Thực tế tôi chỉ có 4 người khách hàng rồi, không có nhiều. Thu nhập tôi mỗi tháng ấy, là tôi khoảng chừng 1 triệu, 1,4 triệu, 1,5 triệu gì thôi, tôi không cần nhiều. Nhưng mà gì tôi trao được cái giá trị cho 4 người bạn, 4 người bạn già, một anh bạn 75 tuổi, một anh 62 tuổi và 2 anh như vậy là 65 tuổi, người già đấy, nhưng mà họ sử dụng và họ cảm thấy cái giá trị của sâm. Và bây giờ sâm là đi cùng với chúng tôi đi hàng ngày, chứ không phải là uống theo đợt theo tuyến gì cả, cứ 1 đến 3 gam. Thường khi trẻ khi khi mới sử dụng thì chúng ta dùng là 1 gam, khi quen rồi thì chúng ta nâng lên 2 gam, khi có nhu cầu thì chúng ta lại đẩy lên 3 gam nhu cầu cần thiết. Ví dụ như cái ngày đó mình lao động mệt mỏi quá mình có thể sử dụng, nhưng mà trước 4 giờ giống như chị Sương, với lại trong quá trình học tập chúng ta biết rồi, tức là trước 4 giờ để tránh cái trường hợp
là bị phấn khích, tức là nó làm cho mình vui vẻ, mình mất cái giấc ngủ của mình đi, thì thực tế là trước 4 giờ. Nhưng mà có những trường hợp buổi tối tôi mệt quá tôi vẫn cứ uống, và thực tế như bây giờ hiện nay là một cái bình nước này, tôi đang cầm một cái bình nước to đây, hai vợ chồng uống cả đêm, nó đã quen rồi thì không sợ gì cả, khi đã quen với sâm. Vì hiện nay sâm rồi tôi đã uống được 4 tháng rồi. Từ từ lúc học, từ lúc trải nghiệm từ sâm Anh Cường, và vừa rồi á là sâm Canadian Vita là tôi cũng chuẩn bị, tôi đặt hàng để mua sâm viên. Chờ sâm viên lên kệ thì tôi sẽ mua thêm cái sâm viên. Tôi còn so sánh được như thế này, thí dụ như sâm Hòa Tan của Anh Cường là 1.400 gram, còn sâm viên của mình là 500 gram, như chị Sương đã có giới thiệu trước đây, cách đây mấy ngày. Và chúng ta chuẩn bị là ra mắt cái dòng sâm sâm viên này, thì cũng cũng thuận lợi. Nói sâm lát thì nó cái thuận lợi với sâm lát, nhưng mà sâm viên là thực tế anh đi công tác, anh đi đâu xa, anh đi đi dã ngoại, anh có thể mang cái hộp rất gọn nhẹ, hoặc là anh chỉ cần lấy ra vài viên thôi đó, là tốt. Còn thí dụ như sâm vừa rồi, cái sâm rễ tôi nhận được, tôi cảm ơn chị Sương, mới cảm ơn nhà phân phối là tôi đã sử dụng, và sử dụng rất là tốt đó. Thì nói thật là như thế, hy vọng là chúng ta sẽ có được những cái kinh nghiệm trong quá trình sử dụng sâm qua cái feedback của tôi. Xin cảm ơn, xin chào tất cả mọi người. Dạ em cảm ơn chú nha, đáng lẽ phải kêu chú, nãy em nhìn sơ xa em thấy nên đó là 6 u 6 8, cả nhà cho thật nhiều bông nhiều hoa để cảm ơn chú Lê Thanh Tiên ha. Đó hôm nay thì thật sự mới được cái dịp là giao lưu với chú, chứ mọi khi là chỉ thấy chú nhắn tin ở trên group thôi các anh chị, hoặc là thấy trong phòng Zoom và như vậy thì các anh chị mình thấy tuyệt vời không các anh chị? U68 ha, và các anh chị mình thấy là bản thân khi mà giống như chú Tiên nói là mình không cần phải nhiều khách hàng, 4 khách hàng thôi các anh chị. Đó thì các anh chị mình cứ làm sao mình cũng tìm được là khoảng 4 hoặc là 10 khách hàng thì càng tốt. Và đây là thực sự là những khách hàng trung thành. Cái quan trọng không phải là mình bán để mình có lợi nhuận bao nhiêu, Sương rất là thích cái câu của chú Tiên nói luôn, mà mình đã trao được cái giá trị cho khách hàng của mình. Và những cái người ta đang bị cái vấn đề mà cao huyết áp, tim mạch, tiểu đường, hoặc là người ta bị mệt mỏi, hay là người ta cần tìm một cái liệu pháp để cho mình ngủ không có bị cái trường hợp là bị mất ngủ. Đó thì Sương hy vọng là trong cái thời gian sắp tới thì chú Tiên sẽ tham gia nhiều cái Zoom của bên Canadian Vita hơn. Thì vừa rồi thì cũng có một cái đợt mà các anh chị mình đã học chứng chỉ của bên Canadian Vita. Thì bác sĩ Thu Loan á, cũng đã đào tạo 6 buổi rồi, và các anh chị mình cũng đang làm bài thi. Và như vậy á, thì hôm trước thì các anh chị nào mình chưa làm bài thi thì mình tranh thủ join vào các group. Các anh chị chỉ cần học á, là 3 buổi ha các anh chị. Trong 6 buổi thì các anh chị mình học 3 buổi thì cũng đã đạt yêu cầu rồi ha. Rồi Xuân cũng thấy rất là nhiều bông nhiều hoa rồi. Rồi cảm ơn chú Lê Thanh Tiên ha. Nếu mà nói vậy á, thì không biết là con gái của chú năm nay là bao nhiêu tuổi ha chú Tiên? Chú mở mic đi chú. Rồi chắc là chú cũng không có tiện nói thì thôi cũng không mất nhiều thời gian của cả nhà mình ha. Rồi con gái của chú thì năm nay bao nhiêu tuổi rồi chú Tiên ha? 37, 37. 37. dạ 37. dạ dạ rồi cảm ơn chú. Rồi hôm nay thì Xuân cũng thấy một số anh chị, giống như trong đây có chị Trần Hường nè ha. Bữa sau có gì mình sẽ giao lưu tiếp. Thì hôm nay các anh chị mình sẽ nghe được là bên Canadian Vita vừa lên kệ Ruby hai cái sản phẩm. Đó là sâm viên á, vừa rồi là chú Tiên nói đó các anh chị. Cái sâm viên nhiều khi mình đi công tác mình tiện thì mình đem theo mình uống ha. Còn bằng không thì các anh chị có thể mình muốn pha trà, các anh chị mình có thể gỡ cái viên con nhộng ra rồi mình khuấy cũng được các anh chị. Đó. Và một số trường hợp có anh chị nào mà mình thích cà phê quá thì cho cà phê á, rồi mình cho thêm một cái viên vào trong cà phê, viên sâm cũng được nha các anh chị. Sương cũng đã làm cái phần này, hoặc là mình nấu cháo hầm súp cũng được nha các anh chị, rất là tiện lợi. Hoặc là các anh chị nào á, là da của mình nó có vấn đề bị đồi mồi á, thì mình có thể đắp mặt nạ ha các anh chị ha, rất là đẹp luôn, giống như da của chị Thúy của Canadian Vita, hoa hậu sâm Canadian Vita các anh chị. Là các anh chị sẽ gặp bên ngoài là bảo đảm là các anh chị sẽ thấy là như Thúy dáng đẹp mà da cũng đẹp nữa, mà mặt này rất là xinh luôn các anh chị.
Rồi chút xíu thì các anh chị mình sẽ được gặp chị Thúy ha. Còn như vậy thì các anh chị mình cho thật nhiều bông nhiều hoa để hôm nay á, là sẽ chào đón bạn Tâm An sẽ lên nói về các cái sản phẩm sắp lên kệ Ruby của mình, đó là sâm viên và sâm củ khô, cái dạng vô túi nha các anh chị, và có một cái giá trợ giá á, cùng Ruby nó rất là xịn sò luôn các anh chị. Và xin nhờ các anh chị mình sẽ truyền thông á, đồng đội mình vào học, và các anh chị đừng quên á, là mình điền cái mini game nha. Sương nhắc luôn là chút xíu thì Sương sẽ gửi cho các anh chị. Và các anh chị cho thật nhiều bông nhiều hoa rồi rồi Sương mời Tâm An nha. Dạ, em cảm ơn chị Sương Phan đã giới thiệu rất là nhiều về những cái điểm đặc biệt của nhãn hàng sâm, và đặc biệt là chia sẻ những cái kinh nghiệm bán hàng từ bản thân chị rất là tốt đến mọi người. Và em xin chào tất cả 54 anh chị đang có mặt ở trong buổi Zoom tối ngày hôm nay. Hôm nay thì em cũng thấy là khá là nhiều những cái Zoom của những cái nhà bên cạnh. Tuy nhiên thì cũng có hơn 50 anh chị vô phòng Zoom này, thì em cũng thay mặt PDB Channeling rất là cảm ơn các anh chị. Và em xin phép được share slide để chia sẻ về hai cái sản phẩm mới mà được Canon Vita trợ giá để chuẩn bị lên kệ Robby sắp tới ạ. Chị Sương ơi, chị đã thấy cái màn hình của em chia sẻ chưa chị? À thấy rồi. Em chọn cái độ slide trình chiếu đi. Dạ, em xin chia sẻ một chút về cái USB của sản phẩm Canon Vita. Thì Canon Vita thì cái USB của nhãn hàng nhân sâm Canon Vita, thì đây là một cái, chúng ta biết thì là nhân sâm thì đã có lịch sử khá là lâu đời rồi. Và trong trước trước đây đối với quan niệm cũ thì thường là như vừa nghe bác Tiên chia sẻ thì mọi người, hay là tất cả mọi người như chị Sương, chị Phương cũng chia sẻ, thì mọi người sẽ có cái quan niệm là chỉ cần là người già thì mới sử dụng sâm. Tuy nhiên thì trong những cái thời gian gần đây, nhất là sau cái thời kỳ dịch bệnh, thì cái quan niệm của mọi người về cái độ tuổi mà sử dụng sâm thì đã thay đổi rất là nhiều. Và khi mà có một cái vấn đề xảy ra với sức khỏe của chúng ta thì mình mới nhận rõ rằng là cái sức đề kháng của con người mình á thì gần như là không thể nào chống chọi được nếu như mà chỉ là sử dụng những cái thức ăn bình thường. Và nhân sâm là một trong những cái tứ đại danh dược có thể giúp cho cái đề kháng của chúng ta nâng đỡ lại, phục hồi lại toàn bộ cái đề kháng trong cơ thể. Vì vậy là trong cái thời gian dịch bệnh và sau dịch bệnh thì nhân sâm đã được sử dụng rất là nhiều và đã chứng minh được hiệu quả qua cái thời gian. Về cái công ty Canon Vita thì đảm bảo rất là nhiều, vừa có một cái lịch sử lâu đời về cái ngành trồng trọt nhân sâm, và cũng là một đảm bảo về cái nhãn hàng là chất lượng cao, bởi vì là về vừa có tiêu chuẩn trồng trọt cao và cái cơ sở chế biến chất lượng cũng cao. Và cái nguồn gốc thì đây là cái nhân sâm nhập khẩu 100% từ Canada, và nó có cái nguồn gốc là trồng tại Ontario, vì vậy là cái chất lượng của nhân sâm là được vượt trội. Về chứng nhận thì nhân sâm Canon Vita cũng có đầy đủ những cái chứng nhận quốc tế cũng như là cái công ước quốc tế, và những được hỗ trợ bởi Đại sứ quán Canada. Và về những cái cơ sở khoa học thì nhân sâm công ty Canon Vita là thành viên của Hiệp hội Nhân sâm và hợp tác với rất là nhiều các đối tác ở chính phủ Canada cũng như là các trường đại học để nghiên cứu các phương pháp để có thể sản xuất nhân sâm, và cũng như là nghiên cứu những phương pháp nào để đưa được nhân sâm, lấy được toàn bộ những cái dinh dưỡng ở trong cái củ nhân sâm vào những cái sản phẩm được một cách tốt nhất. Và công ty Canon Vita thì có trụ sở tại Ontario, Canada. Còn Canon Vita là thành viên của Hiệp hội trồng nhân sâm và là công ty đầu tiên của Canada và đưa được cái nhân sâm vào thị trường Việt Nam. Và Canon Vita là một cái thương hiệu uy tín tại Canada. Hiện tại thì chúng tôi đang hợp tác với lại nhiều nhà phân phối để phân phối nhân sâm ra thị trường quốc tế, và thường xuyên tổ chức rất là nhiều sự kiện quảng bá nhân sâm và mời các đối tác sang thăm trang trại tại Canada để giao lưu cũng như là tìm hiểu về quy trình sản xuất và nuôi trồng nhân sâm.
Và hiện tại thì Garden Vita đang cung cấp cho rất là nhiều những cái chuỗi bán lẻ ở Bắc Mỹ như là Walmart hay là Costco, và ngoài ra thì còn cung cấp nguyên liệu cho những cái nhà sản xuất thực phẩm để họ tự mua nguyên liệu về và chế biến các sản phẩm nhân sâm theo từng cái nhãn hiệu của họ. Về cái USP đặc biệt của nhân sâm là cái điểm đặc biệt của Canon Vita, tức là chúng tôi sở hữu một cái farm ở bên Canada và mình tự trồng tự sản xuất luôn. Vì vậy là mình có thể kiểm soát được cái chất lượng nhân sâm từ cái khâu đầu tiên đến khâu cuối cùng. Và cái sản phẩm của Canon Vita thì rất là độc đáo và có rất là nhiều thời gian để tìm hiểu ra những cái cách mà sản xuất nhân sâm và những cái nguồn lực để phát triển nhân sâm. Ví dụ như là một cái hũ mật ong nhân sâm thì mất khoảng 3 năm để có thể tìm ra một cái cách là mix cái mật ong vào vào cùng với lại nhân sâm. Và cái sản phẩm, tất cả các sản phẩm của Canon Vita thì đã được đăng ký và cấp phép bởi những bộ y tế và bộ thực phẩm Canada. Và cái sản phẩm Canon Vita là một cái thương hiệu Canada thực sự. Chúng tôi sản xuất các sản phẩm tại Canada và hoạt động theo các quy định của Bộ Y tế cũng như là Bộ Thực phẩm Canada. Và hiện tại thì Canon Vita đang được phân phối tại rất là nhiều địa điểm như là ở Canada, ở Việt Nam, ở Singapore, ở Dubai và sắp tới là thị trường Nhật Bản. Và Canon Vita là một cái thương hiệu nhân sâm Canada được nhiều người biết trên toàn thế giới. Tại vì cái thị trường Việt Nam á, là mình cũng mới vào trong khoảng vài năm trở lại đây. Vì vậy là đối với các anh chị thì có thể là thấy cái nhãn hiệu nhân sâm Canon Vita là có thể là mới mẻ. Nhưng thực sự là đây là một cái nhãn hiệu nhân sâm đã có cái chiều rộng lịch sử mà để mình sản xuất và kinh doanh nhân sâm ở trên toàn thế giới là đã khá là lâu rồi. Về cái tiêu chuẩn trồng trọt thì vì là đã ở trong một cái khu vực sở hữu một cái farm ở trong cái khu vực đất đặc biệt ở miền Nam Ontario Canada, vì vậy là cái chất lượng của nhân sâm là gần như là đã đạt được cái chế độ tối ưu, bởi vì ở đây thì có cái thổ nhưỡng rất là ưu ái về cái chất dinh dưỡng của đất cũng như là cái nguồn nước ngọt đặc biệt. Và trước khi mà trồng nhân sâm thì sẽ có chuẩn bị đất khoảng 1 năm, và sau đó thì trồng trong đất 5 năm, và sau sau 5 năm thì sẽ thu hoạch. Và hiện tại thì đang là tháng 7 và khoảng tháng 10 trở đi thì bắt đầu là sẽ thu hoạch nhân sâm, từ tháng 10 đến tháng 12 thì sẽ bắt đầu thu hoạch nhân sâm, và sau đó thì sẽ trải qua những cái quá trình đặc biệt giống như là thu hoạch bằng tay, làm lạnh và sấy khô sau 3 tuần. Và cái hiện tại là sâm mà của Canon Vita phân phối là chỉ trồng một lần thôi, chỉ trồng một lần trên cái một cái khu vực nhất định và sau đó sẽ di chuyển sang cái khu vực khác. Vì vậy là cái chất lượng nhân sâm thì luôn được đồng đều về dưỡng chất. Và theo cái thống kê của các nhà khoa học thì hiện tại thì sắp khắp các vùng Ontario thì không còn cái khu vực có thể nhiều trồng được nhân sâm nữa, và những cái trữ lượng để trồng nhân sâm thì sẽ thu hẹp dần theo từng năm. Về cái tiêu chuẩn trồng trọt thì Canon Vita có cái đội ngũ nuôi trồng và bảo quản chế biến nhân sâm hơn 30 năm kinh nghiệm rồi, và cái sản lượng mà nhân sâm thu hoạch hàng năm thì có thể đạt đến 136 tấn nhân sâm khô trên các cánh đồng ở diện tích khoảng 50 hecta. Và ở đây là như các anh chị thấy thì đây là những cái máy móc vừa kết hợp thủ công và vừa kết hợp với những cái máy móc hiện đại để có thể thu hoạch sâm. Về cái tiêu chuẩn mà quy trình làm khô từng củ sâm thì nhân sâm trước khi mà sấy khô thì sẽ bảo quản trong cái tủ lạnh 1 tuần để mà cái kết cấu và cái chất lượng sâm được ổn định, và sau đó tùy theo cái kích thước của củ sâm thì sẽ phân loại ra và thường là sẽ mất khoảng 2 đến 3 tuần để sấy ra được những cái củ nhân sâm khô đó ở những cái chiếc nhiệt độ mà tùy theo kích thước của từng củ sâm, và có cái thiết bị chuyên dụng mà để nó đạt đến cái độ khô chính xác, bởi vì là trong cái điều kiện bảo quản mà với thời tiết mà thay đổi như ở các thị trường khác không phải là ở Canada thì nếu mà không đạt được cái độ ẩm nhất định á, thì nó có thể là sinh ra mối mọt. Vì vậy là Canada sẽ thiết kế những cái máy móc và những cái thiết bị chuyên dụng để làm sao sấy cái củ sâm khô đạt đến cái độ ẩm tối thiểu có thể giữ lại được dưỡng chất và vẫn đảm bảo được trong cái điều kiện là bảo quản thời tiết ở từng khu vực.
Và những cái củ sâm á, thì thường là sẽ có một cái lốt cốt nhất định và thường là được kiểm tra bởi cái phòng thí nghiệm chuyên nghiệp để loại bỏ các vi khuẩn hay là các chất gây hại trước khi mà sâm được đóng gói vào từng những cái thùng, và sau đó từ những cái thùng cắt tông này thì sẽ đóng gói lại để có thể là phân loại bán đi theo trong khu vực Canada hoặc là xuất khẩu từng pallet một đến các thị trường quốc tế. Và tất cả những cái củ sâm mà Garden Vita sử dụng thì đều là những cái củ sâm tốt nhất và đáp ứng tiêu chuẩn cao nhất để có thể xuất khẩu sang thị trường của các nước khó tính, đặc biệt là đủ tiêu chuẩn để vào thị trường Mỹ và các thị trường như là Nhật Bản hay là Dubai. Đây là những cái ưu điểm nổi bật của Canon Vita là em có thể tóm gọn lại để các anh chị có thể là nhớ lại được. Thứ nhất là đây là cái sản xuất bởi một công ty Canada ở tại Canada và có thể là có cái farm trồng nhân sâm, và Canon Vita là tự chế biến các nguyên liệu nhân sâm luôn, và tức là từ trồng nhân sâm và đến cái khâu cuối cùng luôn. Vì vậy là có thể tin tưởng là đây là một cái sản phẩm nhân sâm thật từ Canada, và hiện tại Canon Vita là một cái đối tác rất là uy tín để phân phối sản phẩm vào các thị trường lớn và các siêu thị bán lẻ như là Costco hay là Walmart, và sản phẩm thì đã đạt được rất là nhiều chứng nhận chất lượng của nhiều quốc gia tại Mỹ, Canada và cũng như tại Việt Nam. Và cái sản phẩm của Canon Vita thì nó rất là dễ sử dụng, và các dòng sản phẩm thì phân loại ra để có thể là đáp ứng nhiều đối tượng sử dụng khác nhau cho những cái mục đích khác nhau. Và đây là cái thành phần của phần trăm chinsenosai tại nếu mà nhân sâm trồng tại Ontario, Canada là có thể đạt đến mức là 9,56%. Khi mà trồng tại khu vực này, đây là mức chinsenosai đạt được hàm lượng cao nhất, kể cả là sâm trồng tại Mỹ và các khu vực ở Trung Quốc cũng không thể đạt được cái hàm lượng này, và đây là một trong những cái thành phần chính của nhân sâm để có thể cung cấp các vitamin, khoáng chất cũng như là dưỡng chất tốt nhất cho cơ thể con người. Vì vậy là nếu mà chúng ta sử dụng cái dòng sâm ở Canada là nó sẽ rất là đặc biệt và tuyệt vời về cái được hưởng cái phần chinsenosai này. Và cái điểm mà khác biệt của Canada, sâm Canada, tức là sâm Canada thì có tính mát và nó khác với cái dòng sâm khác là chúng ta có thể sử dụng hàng ngày lâu dài và không gây ra tác dụng phụ, bởi vì những cái thành phần nó đặc biệt ở cái phần thổ nhưỡng, vì vậy là có thể sử dụng được lâu dài chứ không phải là nó như một số dòng sâm khác là các anh chị sẽ sử dụng khoảng vài tháng và sau đó chúng ta phải ngưng lại bởi vì nó quá nóng và sau đó mình sử dụng lại, bởi vì bản chất của sâm thì sâm nào cũng tốt hết, nhưng mà cái thành phần đặc biệt ở cái vùng thổ nhưỡng Ontario nó không gây nóng, nó không gây mẩn ngứa, nó không gây cái cảm giác mà hừng hực ở phía bên trong người của chúng ta khi sử dụng. Vì vậy là sâm Canada an toàn để có thể sử dụng lâu dài được. Và đây là những cái chứng nhận về tự công bố sản phẩm cũng như là cái chứng nhận của TSL của bên một công ty thứ ba chứng nhận về các sản phẩm của Canon Vita là đạt cái chứng nhận kiểm nghiệm để có thể phân phối ra thị trường. Vì vậy là những cái sản phẩm này á, thì các anh chị có thể hoàn toàn yên tâm là tất cả các sản phẩm của Canon Vita đều có chứng nhận để đảm bảo chất lượng về hợp chuẩn hợp quy. Và vào ngày 13 tháng 2 năm 2023 vừa qua thì Canon Vita cũng rất là vinh dự được ký một cái biên bản ghi nhớ đối với Rappi Việt Nam để chúng tôi có thể là sắp tới trong thị trường trong khoảng cuối năm nay, nếu như mà cái việc mà ký kết này thành công thì có thể là phân phối cái dòng nhân sâm tươi trên kệ Rappi, và đây cũng là một cái cơ hội rất lớn để có thể chúng ta các anh chị đại lý cũng như là khách hàng của anh chị có thể trải nghiệm được những cái dòng sâm tươi, mình có thể là ngâm rượu hoặc là ngâm mật ong tùy theo những cái mục đích mới của mọi người. Và cũng trong ngày 14 tháng 2 thì showroom Canon Vita tại Việt Nam thì có hân hạnh đón tiếp bà Bộ trưởng Nông nghiệp Canada và phái đoàn tới để tham quan giao lưu cũng như là cái sự thể hiện cái sự quan tâm đặc biệt đối với lại ngành nông nghiệp Canada, đối với lại cái thị trường nhân sâm tại Việt Nam. Và đây là những cái hình ảnh mà khi bà đến thăm tại showroom cũng như là vui vẻ trò chuyện tiếp đón các anh chị mentor. Hiện tại ở phía hình phía bên phải thì cũng khá là nhiều các anh chị mentor hôm đó thì cũng tới để tham quan và giao lưu cùng với lại các anh chị mentor khác và bên phía bên bà Bộ trưởng cũng là phái đoàn.
Và nhân sâm Canada Vita thì cũng được cái sự hỗ trợ rất là chặt chẽ từ Đại sứ quán Canada. Tất cả các chương trình, event của chúng tôi thì gần như là đều được sự hỗ trợ có mặt của Canada, rất là nhiệt tình về mặt tinh thần để ủng hộ cái phát triển cái ngành nhân sâm tại thị trường Việt Nam. Và Canada Vita cũng là thành viên của Hiệp hội Trồng Nhân Sâm và cũng đã hân hạnh được đón tiếp các thành viên của Hiệp hội Trồng Nhân Sâm đến tham quan và giao lưu cùng Canada Vita tại Việt Nam. Và em xin giới thiệu một cái sản phẩm mà chuẩn bị sẽ được lên kệ Robby, có thể là trong ngày mai thì các anh chị có thể là mua được sản phẩm này trên Robby. Và đây là một cái sản phẩm sâm viên Canada Vita. Đây là một cái sản phẩm mà có thể là rất là tiện dụng, hữu ích để mình có thể sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Và cũng giống như lúc trước thì mới nghe bác Tiên chia sẻ đó, là sâm lát thì có cái lợi thế của sâm lát, và cái sâm viên này thì mình cũng có cái lợi thế riêng của sâm viên. Vì vậy là những cái nhu cầu của mỗi người khác nhau, vì vậy là thấu hiểu những cái nhu cầu của các anh chị, vì vậy là Canon Vita đã quyết định đưa lên kệ dòng sâm viên này, để mọi người có thể sử dụng nó như một cái sản phẩm khác có thể thay thế được trong cái thời gian mà chúng ta quá bận rộn, không thể là pha trà hay là có những cái nấu canh hay là hầm thức ăn, bởi vì là cái cuộc sống bây giờ thì thời gian rất là quý. Vì vậy là cái sản phẩm sâm viên này thì cũng khá là tiện dụng, và sản phẩm sâm viên này á, thì được sử dụng từ 100% bột nhân sâm. Bột nhân sâm được xay từ những củ nhân sâm 5 năm tuổi ạ. Bởi vì là đây là hoàn toàn, hôm trước á, thì em có thấy một cái comment của anh trên mạng, thì có anh ở trên group của Canon Vita thì có thắc mắc là cái sản phẩm này á, thì nghe bên VDB nói thì là sản phẩm từ sâm củ, nhưng mà sao thì lại là thấy quảng cáo, thấy trên cái nội dung và của tài liệu thì là sâm rễ. Thì đây là cái do cái lỗi mà lỗi Google dịch từ phía trang chủ của Canon Vita, bởi vì cái từ mà rễ và củ thì khi mà mình dịch qua tiếng Việt Nam á thì nó không có được chính xác cho lắm, bởi vì root fiber thì bên đó là cái dạng củ của cái phần rễ thôi, nên là khi mà mọi người dịch qua bên này thì cái người mà dịch ở bên Canada thì họ không có hiểu kỹ được cái ngôn ngữ của Việt Nam, vì vậy là họ đã dịch sai ra là 100% rễ nhân sâm. Nhưng mà em xin đính chính lại thì sâm viên này là sử dụng 100% bột nhân sâm được xay từ củ nhân sâm chứ không phải là từ rễ nhân sâm ạ. Và cái chất lượng của nhân sâm á thì luôn được thể hiện rõ nhất ở dạng bột, bởi vì là đây là trong những cái dạng nhân sâm được chế biến nhẹ nhất và tinh khiết nhất, bởi vì là nếu mà cái chất lượng nó không được đồng đều, mà khi mà mình đổ bột ra là mình sẽ nhìn thấy nó từ cái màu sắc đến cái chất liệu của nó là nó sẽ không được, gọi là không có mịn, và mình có thể sử dụng, mình có nhận thấy bằng cái trực quan luôn đấy. Và cái sâm viên này á, thì được đóng gói một hộp như thế này là 60 viên nang. Cái viên nang này thì cái vỏ mình có thể ăn được luôn, và có thể là tách rời hai cái viên này để lấy cái lượng bột ở bên trong. Và những cái tại sao thì cái nhân sâm này á là lại sử dụng sâm củ, bởi vì là cái sâm củ á, là nó sẽ có cái hương vị mà thơm thơm nhất, đặc trưng nhất của nhân sâm. Thường là những cái vị nhân sâm mà tốt nhất, dinh dưỡng nhất thì nó sẽ tập trung ở cái phần củ, và những cái củ lớn 5 năm tuổi thì được chọn lọc ra để mà sản xuất ra những cái viên nhân sâm này. Và toàn bộ những cái thành phần của trong cái sâm viên của Canon Vita, và cái tên mà đăng ký để sử dụng á, là tên là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, và tên mà mình hay sử dụng thường á, thì gọi là sâm viên nang, thì đều là thành phần từ bột sâm và không có bất cứ một cái tạp chất nào pha vào trong cái nhân sâm này. Vì vậy là chúng ta có thể sử dụng cho an toàn cho tất cả các đối tượng, và không 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 lo mình có những cái tác dụng phụ nếu như mà mình có pha trộn những cái chất khác vào. Và cái sản phẩm thứ hai, và hiện tại thì các anh chị đã có ở trên cái app Robby của mình rồi, thì đây là cái sản phẩm sâm củ túi 100 gram, 100 gram từ nhà Canon Vita. Đây là một cái sản phẩm được trợ giá. Em xin phép, lúc đấy thì em xin phép chưa có nói cái giá của sản phẩm này, thì em cũng xin phép nói luôn là cái giá của sản phẩm này khoảng ngày mai mà mình sẽ bắt đầu các anh chị mua trên kệ Robby là giá bán lẻ sẽ là 790.000 một hũ 60 viên.
Đây là một cái giá rất là ưu đãi của Canon Vita, đã trợ giá để cho các anh chị có thể sử dụng được cái sản phẩm này rất là tiện dụng. Và nếu mà mình chia ra mình sử dụng một ngày hai viên thì cũng không có mắc, và chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được cho rất là nhiều những cái mục đích khác nhau và cho những cái đối tượng khác nhau để mình có thể cùng hưởng những cái lợi ích tuyệt vời từ nhân sâm ạ. Và cái sản phẩm sâm củ túi này á, 100 gram này thì cũng là một cái sản phẩm được trợ giá tại công ty Canon Vita. Đối với các anh chị, giá niêm yết giá bán lẻ của cái sâm củ túi này mà lên kệ Robby và hiện tại anh chị có thể đặt mua đó là giá 990 ngàn cho một túi 100 gram như thế này. Và cái vì sao mà Canon Vita quyết định là đưa cái sản phẩm này lên là bởi vì là trong cũng nhận thấy là trong cái thời buổi mà hiện tại là kinh tế rất là khó khăn như hiện nay ấy, thì cái việc mà mình tiết kiệm được một chút gì đó đối với lại cái nguồn thu của mình mà vẫn đảm bảo được có thể làm nhận được những cái lợi ích sức khỏe tốt. Vì vậy là Canon Vita đã quyết định là giảm bớt lại những cái chi phí về bao bì, những cái chi phí về tem tem mác khác nhau, và chỉ quyết định là đưa lên cái túi nhựa zip như thế này thôi. Và nó tuy là túi nhựa zip nhưng mà đây là túi nhựa nhập 100% từ Canada về, vì vậy là cái chất lượng sâm vẫn được bảo quản rất là tốt và đảm bảo được độ ẩm cũng như là tránh được muối mọt. Và cái sản phẩm này thì rất là tiện dụng và tiết kiệm, và trong 100 gram này chỉ có 990 ngàn thôi. Vì vậy là đây em nghĩ là đây là một cái sản phẩm rất là nên sử dụng, các anh chị nên sử dụng, bởi vì nếu mà đối với lại cái giá mà để được sử dụng những cái củ nhân sâm thật từ Canada đủ 5 năm tuổi mà rất là nhiều công dụng như vậy thì có lẽ đây không có một cái sản phẩm nào tốt hơn cái sản phẩm cơ sâm củ túi này đâu ạ. Và cái thành phần ở đây thì cũng là 100% những cái củ nhân sâm khô được tuyển chọn lại, và sau đó là được quy trình làm sạch sấy khô và đạt độ ẩm dưới 14%. Hoàn toàn những cái củ nhân sâm này là đồng đều chất lượng như những củ nhân sâm mà mình được đủ tiêu chuẩn để đóng gói, để mà mình đóng gói vào những cái hộp quà. Vì vậy là các anh chị có thể yên tâm rằng là đây là những củ nhân sâm đủ tuổi cũng như là đạt được chất lượng tiêu chuẩn mà Canon Vita từ trước đến nay luôn tuân thủ về cái quy trình của mình. Và đây là cái sản phẩm mà hiện tại thì đã có ở trên kệ Robby rồi, và các anh chị hoàn toàn có thể đặt mua. Và sắp tới tiếp theo sắp tới thì có thể là sẽ chị Thúy biết đâu được chị Thúy sẽ dành một cái phần quà nào đó đặc biệt khi mà hôm nay cái sản phẩm mà lần đầu tiên được bật trên app Robby cũng là vừa mới bật được cách đây khoảng lúc lúc 7 giờ tối thôi, mới bắt đầu được bật cách đây 7 giờ tối. Thì không biết là chút xíu nữa có thể chị Thúy sẽ dành cho các anh chị những cái gọi là ưu đãi đặc biệt khi mà các anh chị mua cái sản phẩm này lần đầu tiên từ trên kệ Robby. Và em xin chia sẻ một số cái cách sử dụng sâm viên cũng như là nhân sâm củ khô đối với lại các anh chị. Đây là một số cái gợi ý thôi, còn nếu mà sau này các anh chị có những cái cách sử dụng nào tốt hơn thì có thể là nhắn lên group Zalo của Canon Vita để cả mọi người có thể là có thêm nhiều những kinh nghiệm bổ sung hơn vào cái cách sử dụng của nhân sâm. Và cái nhân sâm này á, cái nhân sâm này là đối với các anh chị mà chơi thể dục thể thao á, và hoặc là tập luyện thể hình á, là rất là tốt để có thể là mình hoàn thành các bài tập của mình, bởi vì là nhân sâm nó có những cái thành phần rất là quan trọng, các vitamin cũng như là axit amin, và những cái chất này thì nó đều có cái tác dụng là đại bổ nguyên khí và nâng cao cái thể lực của con người lên. Vì vậy á, là nếu mà cái chế độ dinh dưỡng mà mọi người mà không đủ á, thì nó sẽ không, cái nền tảng thể lực nó không đủ để mình có thể hoàn thành các bài tập được. Và cái nhân sâm á, thì nó giúp cái tăng sức bền để cơ bắp lên và hỗ trợ tuần hoàn máu. Vì vậy là để các anh chị mà tập gym là có thể hoàn thành các bài tập ở cường độ cao mà không mệt mỏi. Nhất là những cái người mà tập cường độ cao là ở gym hoặc là tập yoga hoặc là tập Pilates thì những cái này là nó cần cái nền tảng thể lực rất là cao, và mọi người đều có thể sử dụng cái nhân sâm, đặc biệt là cái sâm viên để mình có thể sử dụng được. Và trước khi mà tập luyện thì mình sử dụng khoảng 2 viên sâm trước khi tập luyện để cho mình đạt được cái thể lực tốt nhất để hoàn thành những cái bài tập của mình. Và cái nhân sâm này á, thì có thể hỗ trợ rất là tốt cho cái người bị bệnh, người già bị bệnh nền giống như là bệnh tim, bệnh tiểu đường, bệnh táo bón, cho những cái người già ốm yếu mà sau phẫu thuật
À, bởi vì đây là những cái bệnh gọi là điển hình, những cái bệnh nền điển hình đối với người già, gần như ai cũng sẽ mắc phải một trong những cái triệu chứng này. À, và cái bác gái ở trong hình mà các anh chị đang xem thì đây là mẹ của anh Nguyễn Ngọc Quỳnh ạ. Và hiện anh đang công tác tại Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp của miền Nam. Thì trước đây là bác bị tình trạng táo bón rất là nặng. Và sau khi mà anh Quỳnh biết đến cái dòng sâm Canada này và mua về cho mẹ sử dụng, thì chỉ khoảng sau vài hộp thôi là cái tình trạng của bác gái đã cải thiện rất là nhiều, cái da dẻ của bác thì cũng đã sáng hơn. Và trước đây thì anh có chia sẻ là mẹ anh rất là yếu, da dẻ là sạm đen và đi lại là cần phải có người dìu. Tuy nhiên thì sau khi mà sử dụng sâm Canada thì cái thể lực của bà là đã cải thiện được rất là nhiều, và cái tình trạng bệnh là nó đã không còn táo bón nữa. Và từ đó thì anh Quỳnh chỉ chuyên sử dụng cái dòng sâm viên này về cho mẹ của anh thôi. Và hiện tại thì bác đã ngoài 90 tuổi rồi, và đây là những cái hình ảnh hiện tại mà được anh Quỳnh chia sẻ cách đây cũng chưa tới 2 tháng đâu ạ. Đây là những cái hình ảnh mà bác vẫn còn đi lại quanh vườn nhà cũng như là chơi với lại bạn bè rất là vui vẻ như thế này. Vì vậy là những cái sản phẩm sâm viên này thì có thể các anh chị có thể sử dụng cho cha mẹ mình, hay là cho những cái đối tượng khách khách hàng ba mẹ của những khách hàng anh chị mà có những cái bệnh nền, thì mình hoàn toàn có thể là tư vấn để sử dụng cho nó nhanh tiện dụng. Tại vì các bác thì cũng lớn tuổi rồi, vì vậy là mình sử dụng cái gì nhanh tiện thì có thể là mình sẽ dễ dàng để có thể bán được cái sản phẩm này hơn. Và một cái chia sẻ khác em có thể gợi ý cho các anh chị, đó là mình có thể sử dụng cái nhân sâm này để mình tẩy tế bào chết, cũng như là mình có thể sử dụng cái nhân sâm này để mà mình cho vào những cái nước ép trái cây, hoặc là cho vào cái nước mật ong để mình có thể là trẻ hóa cái làn da của mình, cũng như là trẻ hóa cái nội tiết tố của mình. Bởi vì khi mà nhân sâm mà vào bên trong cơ thể thì nó mà có cái tác dụng rất lớn là nó là chống oxy hóa. Và cái việc nó chống oxy hóa thì nó sẽ làm giảm lại cái quá trình lão hóa của các tế bào, và nó giúp cái làn da của mình cũng như là những cái nội tiết tố của mình nó sẽ được trẻ hóa. Vì vậy là cái da dẻ của mình nó sẽ đẹp hơn, các chị em phụ nữ thì kỳ kinh nguyệt sẽ nó đều về đều đặn hơn và làm chậm lại cái quá trình mãn kinh. Và đối với nam giới thì nó sẽ bổ sung sinh lực và kéo dài cái thể lực của các anh. Và các sản phẩm này á thì mình có thể là hòa cái viên bột nhân sâm mà tiện dụng như này, các anh chị có thể cho luôn vào cái ly nước trái cây một chút thôi, là cái lớp nang ở bên ngoài nó sẽ mềm ra và cái nước trái cây nó sẽ tan ra cùng với nước, và mình có thể sử dụng rất là tiện lợi và không có phải chia ra để uống nhiều lần trong một ngày. Và cái công dụng khác của nhân sâm là chúng ta có thể sử dụng để tẩy tế bào chết và đắp mặt nạ một tuần khoảng 2 lần, từ 1 đến 2 lần, và các anh chị có thể sử dụng nó. Và trên hình thì là hình ảnh của hai mẹ con chị Cốt Đại Lý, Cốt 3 sao, chị Hiền em, thì chị thường sử dụng cái viên nhân sâm, một cái viên bột nhân sâm này á, cùng với lại sữa chua không đường hoặc là sữa tươi không đường thì để đắp mặt nạ. Và sau khi mà đắp mặt nạ xong từ 1 đến 2 lần trên tuần thì chị có chia sẻ rằng là cái làn da của chị rất là mướt, dù chị đi là ngoài đường rất là nhiều. Thường chị Hiền em thì sẽ chạy xe Honda từ từ Tiền Giang lên kho Robby rất là thường xuyên, một tháng có thể chị đi vài lần ngoài nắng luôn, nhưng mà da dẻ của mình thì vẫn rất là mịn màng và không bị bắt nắng. Và sau đó thì chị sử dụng những cái kem vào thì nó rất là thẩm thấu vào da. Và đây thì cũng là cái tác dụng, như các anh chị biết thì ngoài ở trên thị trường thì cũng rất là nhiều những cái sản phẩm người ta đã kết hợp, người ta đã cho cái tinh chất nhân sâm vào rồi. Vì vậy là đây là cái sản phẩm 100% từ bột nhân sâm. Vì vậy là các anh chị có thể đắp mặt nạ hoặc là mix với các sản phẩm khác. Ví dụ như hôm nay em có nghe một bạn chia sẻ là mình có thể sử dụng bột nhân sâm cùng với lại nha đam và mật ong để đắp lên mặt thì cũng là hiệu quả rất là tuyệt vời. Thì cái này thì em lại chưa có review nên em cũng chỉ gọi gợi ý để các anh chị có thể thử xem thôi. Và một cái sâm củ khô thì các anh chị có thể sử dụng để mà mình ngâm rượu như thế này. Phía hình bên trái thì là đây là hình của sâm củ tươi mà để mình ngâm rượu và mình tạo kiểu lên đây. Tuy nhiên thì cái sâm củ tươi này á, khi mà mình ngâm thì mình sẽ mất nhiều thời gian hơn, tối thiểu là mình phải mất từ 6 tháng mình mới có thể là thưởng thức được cái rượu này. Bởi vì cái sâm củ tươi nó lại, khi mà mình ngâm rượu á, là thời gian mà nó ra dưỡng chất nó rất là nhiều, nó rất là dài. Và cái phía bên phải đây thì là cái bình rượu nhỏ mà mình có thể là cho cái củ sâm khô vào đây mà mình có thể ngâm. Và thường á
là mình chỉ mất một nửa thời gian khoảng 2 từ 2 tháng rưỡi đến 3 tháng trở lên thôi, là cái rượu sâm, cái củ sâm và màu vàng nó đã ra cái nước màu vàng thế này và các anh chị có thể thưởng thức được rồi. Bởi vì khi mà trong cái quá trình mà củ sâm khô nó đã trải qua cái quá trình sấy khô lại rồi, vì vậy là khi mà gặp nước vào ấy, thì nó lại rất là dễ nở ra, gặp rượu vào ấy, thì nó nở ra và những cái dưỡng chất nó lại dễ dàng bung ra hơn so với lại củ sâm khô. Và những cái củ sâm khô này khi mà ngâm vào ấy, là cái theo em thấy ở trong cái showroom ở bên em thì cũng ngâm khá là nhiều những cái chất liệu rượu sâm như thế này á, thì em thấy là cái mùi thơm nó rất là đặc trưng và nó thơm thơm ngào ngạt hơn là sâm sâm tươi rất là nhiều. Hàng sâm tươi thì mình phải chắc là có thể là nó chưa tới cái thời gian để nó thơm, nhưng mà riêng cái sâm khô này á, là đã ngâm ở showroom có thì em thấy cái mùi thơm mỗi lần mà mở nắp ra là rất là thơm. Và cái rượu mà các anh chị sử dụng thì mình có thể sử dụng rượu từ 40 độ trở xuống và sử dụng rượu nếp để mình có thể là đạt được cái hiệu quả tốt nhất khi mà kết hợp cùng với sâm. Và một cái củ sâm túi 100g là các anh chị có thể ngâm từ 2,5 đến 3 lít rượu. Và mình có thể ngâm từ khoảng 2 tháng rưỡi đến 3 tháng là mình có thể sử dụng được rồi. Sau khi mà sử dụng hết rượu của cái nước đầu đi thì các anh chị có thể sử dụng thêm 1 đến 2 lần để đổ rượu vào nữa. Và sau đó thì mình có thể là lược cái củ xác đó sau khi mà nó đã hết cái dưỡng chất rồi. Và một cái cách sử dụng nữa các anh chị có thể tham khảo là mình có thể là pha trà. Đối với lại những cái em có một cái clip để hướng dẫn cái củ cắt củ sâm tươi này á, thì nó cũng khá là tiện dụng, là các anh chị có thể cho vào cái nồi hấp, nồi cơm điện hoặc là nồi hấp, mình hấp lên chừng khoảng 30 phút, sau đó khi mà cái củ sâm nó còn nóng á, thì các anh chị cắt lát ra và sau đó mình cất vào trong keo và mình bảo quản trong tủ lạnh. Khi mà nó hết cái độ ẩm độ nóng rồi thì cái củ sâm nó tự động nó lại săn lại và rất là tiện dụng để chúng ta có thể sử dụng cho những cái lần sau mà mình không phải thời gian mình không phải cắt sâm nữa. Em không thấy chị Sương ơi, chị có thấy em nữa không? Có thấy. Thấy cái nồi hầm sâm gà của chị kìa. Nồi sâm gà sao em của em nó lại tự nhiên nó đứng lại, em không thấy nữa. Thấy bình em thường, thấy. Nói đó tiếp đi. Dạ, cái file của em tự nhiên nó mất xuống đâu. Đây thì những cái sản phẩm này á, là cái mình cắt lát sâm củ ra như vậy thì từ hôm sau á, là mình chỉ có thể sử dụng luôn, là mình cắt cho và mình pha trà luôn, rất là tiện dụng và không phải mỗi lần là mình xài là mình đi mình cắt từng củ sâm nữa. Thì em thấy là cái clip này á, là em có gửi rất là nhiều lần ở trên group Zalo thì các anh chị có thể tham khảo. Mình chỉ sử dụng, mình chỉ mất khoảng 1 tiếng để mình làm một cái củ sâm túi này và sau đó cất trữ trong cái keo tủ lạnh. Và sau đó thì mình có thể sử dụng pha trà hàng ngày hay là hầm canh hoặc là mình hầm gà ác bồ câu như là hình mà chị Sương Phan đã nấu cho con ăn đây thì cũng rất là bổ dưỡng. Và cái nhân sâm này thì mình có thể sử dụng cho trẻ em từ 12 tuổi trở lên. Và nhất là các những người lớn mà các hệ miễn dịch nó đã bắt đầu suy giảm rồi thì mình hoàn toàn có thể sử dụng nhân sâm để bồi bổ và kéo lại cái thể trạng của cơ thể mình. Và hy vọng thì có một những cái tip mà cách sử dụng nhân sâm đối với hai cái sản phẩm, mà một sản phẩm thì đã lên kệ Robby rồi, một sản phẩm thì dự kiến là chắc khoảng ngày mai thôi thì sẽ được bật app trên kệ Robby, thì một vài những cái chia sẻ về cách sử dụng như vậy thì có thể giúp các anh chị có thêm những cái tip để có thể sử dụng nhân sâm một cách hiệu quả và bổ dưỡng nhất. Và cũng nhân dịp là đang là tháng cuối cùng của mùa tốc chiến thì em cũng xin phép đại diện cho PDV Chen Linh xin chúc tất cả các anh chị về đích được thật là thành công và có thật là nhiều phần quà. Và PDV Chen Linh cũng đang dành rất là nhiều phần quà đối với các anh chị. Và hiện tại thì em cũng đã thấy một vài anh chị đã tán cái mốc mà có thể là sẽ chắc chắn sẽ nhận được phần quà từ Chen Linh rồi. Và hy vọng là sẽ có thêm nhiều các anh chị khác và nhận được cái phần quà này hơn. Và sắp tới phần tiếp theo của chương trình thì còn rất là nhiều những cái chia sẻ thú vị từ bên chị Sương và chị Thanh Thúy. Vì vậy là các anh chị đừng rời Zoom nhé. Và chúng ta sẽ tiếp tục cái buổi tối ngày hôm nay thật là sôi động. Và em xin phép được kết thúc phần chia sẻ ở đây. Em xin nhường đích lại cho chị Sương nhé.
Rồi cảm ơn em Tâm An rất là nhiều, cả nhà mình cho thật nhiều bông nhiều hoa để cảm ơn cái phần chia sẻ của bạn Tâm An xinh đẹp đi các anh chị. À, và như vậy thì hồi nãy cũng có một cái câu hỏi là bạn Thắm mà hả chị Thắm gì nè, chị hỏi là ngâm rượu Tâm An ơi em nói lại chỗ này cho chị cái, chị tha thiết quá nè, sâm củ khô ngâm rượu làm như thế nào, em nói lại chỗ này cho chị đi. À dạ, cái sâm sâm củ khô ngâm rượu á thì với 100 gram là chị có thể cho vào cái rượu nếp khoảng 40 độ nha chị. Mình có thể sử dụng tối đa là cái rượu 40 độ là thường là cái nhiệt độ tốt nhất, là cái độ rượu tốt nhất để có thể là mình ngâm rượu. Vì thường là em thấy là khi mà mình ngâm rượu vào cùng với sâm á là cái rượu nó sẽ khá là nặng lên. Tuy nhiên là khi mà mình sử dụng sâm, mình sử dụng cái nhân sâm vào thì khi mà mình uống á là cả nam cả nữ mình đều có thể sử dụng được, và cái nhân sâm này á, là khi mà mình sử dụng uống vào là nó không có gây cho mình đau đầu hay là mình bị cảm giác say. Vì vậy là mỗi ngày mình uống một cái chung nhỏ, 1 đến 2 chung nhỏ thôi để bồi bổ thể lực cũng rất là tốt nhé. Cái này thì em cũng 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 chia sẻ một chút như vậy, bởi vì cái sâm sâm củ khô này á, là như một số người anh chị nói là để bồi bổ mà thì mình dùng rượu làm gì, nhưng thực tế là nếu mà mình sử dụng rượu trong cái mức độ vừa phải, rượu và bia trong mức độ vừa phải thì nó vẫn có lợi cho sức khỏe của con người, và nhất là mình kết hợp cùng với nhân sâm nữa thì cái rượu nhân sâm này là có thể giúp một số anh là tăng cường sinh lực cũng như là các chị cũng vậy luôn. Để các anh chị cứ thử đi ạ. Mình ngâm vào khoảng từ 2,5 tháng đến 3 tháng là mình cái dưỡng chất nó đã ra rất là thơm rồi, và các anh chị có thể sử dụng được. Thường thì một túi 100 gram anh chị sử dụng tối đa là khoảng 3 lít rượu là vừa rồi. À, chị Thắm nghe rõ rồi ha chị. À, cái chỗ này á, thì chị có thể để nguyên củ ha, mình ngâm cho nó đẹp nha chị. Còn mà không chị thích cắt lát cũng được, không sao hết. À. Mình có thể để nguyên củ là được rồi chị. Trong cái củ này mình có thể để nguyên củ rồi, bởi vì khi mà củ sâm vào rượu nó nở ra nhanh lắm. Rất là thơm nha cả nhà. Mình cũng chia sẻ chút xíu. Thật sự là Sương cũng không có biết rượu bia đâu. Nhưng mà có một cái đợt á, là Sương cũng mình cũng có tham gia một cái lớp học á các anh chị. Thì bữa đó là chia tay với thầy là thầy Phước Lập á, là MC của đài truyền hình HTV đó các anh chị. À, thì bữa đó thì cũng chị Thúy là cũng có đem theo cái hũ rượu sâm. À, thì bữa đó là mấy chị em á, là cũng có ngồi á, là ăn tiệc mời rượu cho thầy. À, thì bữa đó thì thầy nói là sử dụng á, sâm cái rượu sâm này về bữa tối thì thầy thấy không có bị đau đầu như sử dụng những cái rượu mà hồi trước đó. Thì chút xíu thì chị Thúy sẽ chia sẻ cái phần này cho cả nhà đó, thì cả nhà mình đó cho thật nhiều bông nhiều hoa để cảm ơn cái phần chia sẻ của bạn Tâm An. À, và mình sẽ đón chào đó là chị Hoa hậu Sâm Canadian Vita. À, để chị Thúy sẽ có những cái phần lát sale rồi là sẽ có những cái chương trình mà khuyến mãi đối với các anh chị có trong Zoom hôm nay nha các anh chị. À, và như vậy thì anh chị nào mà mình chưa vào trong Zoom á, thì các anh chị mình tranh thủ nói đồng đội mình vào Zoom nha các anh chị. Tại vì hôm nay cái lát sale này là chị Thúy gọi là sập sàng luôn các anh chị. Nên các anh chị mình không tranh thủ tận dụng cái lát sale hôm nay, chỉ có dành trong á, là bây giờ cho tới 12 giờ thôi các anh chị nha. À, và như vậy Sương thấy rất là nhiều bông nhiều hoa rồi, Sương mời chị Thúy lên. À, cả nhà mình cho nhiều bông nhiều hoa thì chị Thúy mới lên nha cả nhà. Thúy ơi. Xin chào tất cả các anh chị em, hello mọi người. Cả nhà có nghe mình nói không? À, cảm ơn tất cả các anh chị em, 65 anh chị em đang ngồi ở trong Zoom, và cảm ơn tất cả các anh chị đã rất là nhiệt tình ngồi cho tới bây giờ ha. Hồi nãy giờ mình ngồi ở dưới đây mình nghe mọi người chia sẻ cũng rất là hay. Cảm ơn chị, cảm ơn anh Lê Thanh Tiên. Chắc là anh thôi, tại vì ba em năm nay là đã 89 tuổi rồi. Anh hai của em cũng gần bằng tuổi anh. Mọi người ơi, hôm nay thật sự có rất là nhiều cái niềm vui mà mình muốn chia sẻ đến tất cả các anh chị em. Đây giống như là một cái lời tri ân muốn gửi đến với mọi người. Thì khi nãy mình cũng có nhìn vào trong khung chat á, thì mọi người cũng có nói về cái sâm túi, mà mình cũng lấy cái sâm
Đây. Cái mình có thể nhìn nhìn